Hãy thay đổi để đón nhận điều tích cực hơn cho nông sản xứ Thanh. Và sự thay đổi lớn nhất lúc này chính là thay đổi tư duy tầm nhìn. Nói cách khác, muốn sản phẩm vươn tầm thì phải xóa bỏ hàng rào nhận thức, cùng nghĩ cách để nâng tầm sản phẩm trước đã. Chào mừng quý vị đến với góc nhìn của báo Thanh Hóa với chủ đề Thay đổi để vươn tầm. Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã vươn lên xếp thứ 2 toàn quốc về số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP với 436 sản phẩm, trong đó có một sản phẩm 5 sao, 56 sản phẩm 4 sao, chỉ sau đất trăm nghề Hà Nội. Cùng với đó, Thanh Hóa cũng là một trong những tỉnh có nhiều chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nhất. Đây quả là một tin rất vui phải không ạ? Xin chúc mừng các chủ thể sản phẩm sau quá trình đầu tư xây dựng có thể nói là đã vượt vũ môn và cũng mừng cho con đường xây dựng nông thôn mới của chúng ta đã có những điểm nhấn, sự phát triển rất đáng tự hào. Thế nhưng sau niềm vui, chúng ta phải thật bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề bởi số lượng quan trọng nhưng chưa đủ. Để sản phẩm OCOP rộng hơn đó là nông sản xứ Thanh vươn tầm, đòi hỏi phải có một chiến lược phát triển dài hơi với những yêu cầu khắt khe hơn. Xin hãy nhìn vào con số 436 sản phẩm mà chúng ta đang sở hữu xem thế nào. Điều rất dễ nhận thấy là dù số lượng nhiều, nhưng lại chưa có nhiều sản phẩm được gắn nhiều sao. Có người nói rằng, cứ sản phẩm gắn tem OCOP là được rồi, mấy ai quan tâm xem sản phẩm là mấy sao đâu. Thế nhưng xin thưa rằng, công nhận sao cho sản phẩm OCOP cũng như gắn sao cho khách sạn, du thuyền vậy. Sao càng nhiều thì tiêu chuẩn càng khắt khe, đạt tới mức quốc tế, được người tiêu dùng quốc tế lựa chọn. Xin viện dẫn một ví dụ rất cụ thể với sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa, đó chính là mắm tôm Lê Gia. Sau khi đạt chuẩn sản phẩm OCOP 5 sao, lập tức sản phẩm có mặt tại nhiều nước, trong đó có những thị trường khó tính bậc nhất như Hoa Kỳ. Thậm chí chỉ sau một thời gian ngắn xuất ngoại, mắm tôm Lê Gia đã có chỗ đứng vững chắc tại một số chuỗi siêu thị ở nước ngoài. Hay như các sản phẩm OCOP 4 sao chống đồng Toàn Linh ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, rồi sản phẩm mỹ nghệ từ cói của công ty cổ phần sản xuất và chế biến cói xuất khẩu Việt Anh, xã Nga An, huyện Nga Sơn chẳng hạn, đều có doanh số rất lớn, trở thành vật phẩm lưu niệm được ưu tiên lựa chọn, cũng như xuất khẩu. Vâng, ai cũng biết, muốn đem lại giá trị lớn hơn cho nông sản thì phải tính chuyện xuất khẩu. Thế nhưng đến nay, chúng ta vẫn còn khá nhiều rào cản khiến nông sản cao hơn là sản phẩm OCOP có xuất xứ từ xứ Thanh dù được đánh giá là giàu hương sắc, thế nhưng lại chưa thể vươn xa được. Theo thống kê, trong số 436 sản phẩm OCOP, thế nhưng mới chỉ có 22 sản phẩm tìm được thị trường xuất khẩu. Câu hỏi là vì sao lại như vậy? Và câu trả lời được lý giải là ngoài hạn chế trong canh tác, nuôi trồng, vấn đề nữa là sau khi được công nhận sản phẩm OCOP lại chưa có nhiều chủ thể xem đây là động lực để giữ ổn định chất lượng, từng bước nâng tầm sản phẩm, tăng lượng khách hàng mà thường bằng lòng. Đây là một mối nguy hiểm tiềm tàng nếu như chỉ xem OCOP là cái danh, là cái ngưỡng để hướng tới, để dừng lại thì không sớm cũng muộn sản phẩm sẽ biến mất khỏi thị trường. Đề cập điều này là không thừa vì qua thông tin báo chí và các kênh giao tiếp cho thấy, thời gian qua có không ít sản phẩm OCOP ở một số địa phương đã bộc lộ những yếu điểm. Dù sản phẩm đạt nhiều sao nhưng lại nhanh chóng bị người tiêu dùng lãng quên, thậm chí có sản phẩm bị đánh tụt hạng sau đó. Xảy ra tình trạng này là do một số địa phương và chủ thể xây dựng sản phẩm theo kiểu phong trào, thậm chí có sản phẩm xây dựng theo ý chí của lãnh đạo địa phương. Mục tiêu của chương trình OCOP là góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Chính vì vậy, phải xác định đây là một quá trình nghiêm túc, nhất quán, không chạy theo phong trào mà hướng đến lợi ích thực chất của chủ thể và người tiêu dùng. Và nữa, phải nhìn nhận chứng nhận OCOP không phải là một bảo chứng để tồn tại lâu dài cho bất kỳ sản phẩm nào. Có chăng nó chỉ làm tăng thêm niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm trong giai đoạn đầu gia nhập thị trường. Còn để sản phẩm có chỗ đứng lâu dài trên thị trường thì giá trị cốt lõi vẫn phải là chất lượng. Có câu chuyện vừa buồn cười vừa lo lắng mà bản thân tôi đã trải qua, đó chính là trong dịp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 diễn ra mới đây. Có nhiều người háo hức đi tìm các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP để xem và mong muốn mua hàng. Thế nhưng đi qua sự háo hức, có người khi cầm sản phẩm trên tay, xem tới giá bán đã nhanh chóng đặt xuống bằng câu cảm thán. Sao mà đắt vậy? Trong khi đó người bán hàng thì chỉ trả lời rằng thì sản phẩm OCOP mà.
Chả lẽ sản phẩm ô cốp thì có quyền được mặc định là giá sẽ phải đắt hay sao? Từ vấn đề này cho thấy, cả người mua và người bán đều chưa thống nhất được với nhau rằng họ đang có chung mối quan tâm đến những sản phẩm an toàn, có chất lượng cao hơn hẳn, được đảm bảo bởi một hàng rào kỹ thuật và trình tự pháp lý từ khâu xây dựng, thẩm định chất lượng, mẫu mã cho đến tiêu dùng. Sản phẩm vừa tốt, vừa an toàn thì càng đòi hỏi phải có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan và đúng mức mới thấy hết giá trị khi sử dụng và đồng tiền bỏ ra là đáng giá thế nào. Qua câu chuyện chúng ta nhận thấy một điều rằng, dường như nhiều người gọi tên ô cốp và muốn có sản phẩm ô cốp, thế nhưng lại chưa thật sự hiểu ô cốp là gì. Họ tìm đến sản phẩm ô cốp theo kiểu phong trào. Muốn thay đổi được cách ứng xử thì phải khiến những khách hàng hiểu hơn giá trị của sản phẩm ô cốp, yêu thích sản phẩm, từ đó mới có thể vươn tầm được sản phẩm. Mà nếu muốn thế, bên cạnh nâng cao chất lượng, mẫu mã cho sản phẩm, còn phải quảng bá phù hợp và đủ liều lượng. Nếu không vén được rào cản nhận thức thì rất khó để người sản xuất và người tiêu dùng đồng cảm, sản phẩm khó có thị trường. Như đã đề cập từ đầu, Thanh Hóa là một trong những tỉnh có nhiều chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nhất. Điều quan trọng là phải biết cách nhân lên lợi thế này để thế giới biết đến nhiều hơn sản phẩm có xuất xứ từ xứ Thanh. Muốn làm tốt điều đó, bên cạnh nỗ lực của chính quyền và ngành chức năng, bản thân các chủ thể sản xuất cũng phải chủ động hơn sau khi sản phẩm được công nhận ô cốp. Nói cách khác, các chủ thể không thể cứ ngồi yên trông đợi vào sự may mắn được. Và cũng đừng cho rằng xây dựng sản phẩm ô cốp là việc của chính quyền và cơ quan chức năng. Không có danh hiệu này thì lâu nay sản phẩm của mình vẫn tiêu thụ tốt đấy thôi. Hãy nhìn vào kinh nghiệm của chủ thể sản phẩm mắm tôm Lê Gia để thấy tư duy xây dựng, phát triển sản phẩm như thế nào. Ông Lê Ngọc Anh, giám đốc công ty từng cho biết, chúng ta có nhiều không gian văn hóa, lễ hội, ẩm thực. Bằng cách nào đó, hãy để sản phẩm của mình tiếp cận các hoạt động này. Quan trọng nữa là phải đứng ở góc nhìn của thị trường, mang tư duy của thị trường để thiết kế sản phẩm, đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển dựa trên thế mạnh tài nguyên bản địa, nguồn lực của mỗi chủ thể. Tư duy thị trường phải thể hiện trong từng khâu của chuỗi giá trị doanh nghiệp, từ những việc nhỏ nhất như bao bì, tem nhãn, đến phân khúc và thiết kế sản phẩm, tiếp thị, quảng bá và bán hàng. Nếu cố gắng làm tốt, thì sản phẩm ô cốp xứ Thanh hoàn toàn có nhiều cơ hội bay cao, vươn xa. Kính thưa quý vị, Thanh Hóa đã làm được điều quan trọng là vươn lên tốt đầu về số lượng sản phẩm ô cốp. Đây là lợi thế, và nếu biết nâng tầm sản phẩm, chúng ta hoàn toàn mở được lối đi cho nhiều nông sản xứ Thanh, đặc biệt là đưa sản phẩm ô cốp ra quốc tế. Trong đó có những thị trường khó tính, chứ không phải là con số khiêm tốn, chỉ 22 sản phẩm tìm được đường ra xứ người tính đến thời điểm này. Hiện nay, nhiều địa phương ở các khu vực như đồng bằng sông Cửu Long, rồi vùng châu thổ sông Hồng, hay là một số tỉnh ở miền núi phía Bắc đã thực hiện rất tốt việc đưa nông sản ra thế giới. Xét về tiềm năng, Thanh Hóa cũng không hề kém cạnh. Vấn đề chỉ là tư duy nhập cuộc và tâm thế hòa mình vào dòng chảy ấy như thế nào mà thôi. Góc nhìn của báo Thanh Hóa cũng xin được dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần tới.